Nội thất Hữu Huân kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chiều ngày 18 tháng 12 năm 2020, Nội thất Hữu Huân vừa mới dựng xong phần mộc thô của bộ hoàng gia Louis. Cái bộ hoàng gia này phải nói là bộ hoàng gia đẳng cấp nhất, VIP nhất tính tới thời điểm hiện tại trong những mẫu hoàng gia. Và bên em làm cho theo đơn đặt hàng của chị Liên ở gần Bưu điện Mỹ Ca thuộc Cam Ranh, Khánh Hòa. Và chị Liên đã đặt cơ sở Nội thất Hữu Huân cách đây gần 1 tháng rồi. Và sau gần 1 tháng thì cái sản phẩm mới được ra mắt. Hoàn thiện, bên em hoàn thiện cũng mất một thời gian nữa, có nghĩa là cái bộ này mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều công sức thì mới có thể ra được cái sản phẩm như hiện tại, như trên màn hình quý vị và các bạn đang theo dõi. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu đặt bộ này thì vui lòng liên hệ ngay tới Nội thất Hữu Huân qua số điện thoại là 0988 685 625 hoặc là truy cập vào website của chúng em là noithathuhuan.com để được tư vấn và báo giá trực tiếp. Và cái bộ hoàng gia này là bộ hoàng gia rất là đẳng cấp, rất là VIP. Và có những cái điểm gì đặc biệt thì xin mời quý vị và các bạn cố gắng dành ra một ít phút để Nội thất Hữu Huân có thể giới thiệu qua. Tại vì cái bộ này là bên em mới dựng xong thôi, mới dựng xong chiều nay, rất là nóng hổi thì em cũng muốn làm luôn một clip để cho chị Liên và gia đình cũng như toàn thể quý vị và các bạn có thể nắm rõ hơn về cái thông số cũng như là về kích thước của bộ bàn ghế này. Em cũng muốn làm luôn clip để cho mọi người có thể theo dõi. Đầu tiên cho em xin được giới thiệu qua về bộ bàn ghế với những cái điểm đặc biệt. Chiếc ghế đơn này, bộ bàn ghế là chất liệu gỗ hương đá, trần lõi lõi lục lạc, không bám rác, không hề pha tạp bất kỳ một thanh gỗ nào khác. Đấy, chất liệu gỗ hương đá trần lõi gồm có 6 món như trên màn hình. Một đoạn, hai chiếc ghế đơn. Một đôn ngồi, một chiếc bàn và đôn cao đằng kia, đôn cao một chiếc đôn ngồi. Chiếc ghế đơn này thì có chiều dài tính trên mặt khuôn tranh là 84, sâu là 61, cao là 1m37 và tính phủ bì, tính trên khuôn tranh là tính trên phần này, trong phần kia. Còn tính phủ bì á, phủ bì là rộng 1m15, sâu 74 và cao là 1m37. Cao thì vẫn thế, cao từ mặt đất lên tới đỉnh trương là 1m37. Và phần tay là tay đặc liền khối. Tay đặc liền khối không hề chấp ghép và liền sát cột. Liền sát cột luôn. Mọi người có thể nhìn qua này. Dáng tay rất là cong, cực kỳ là to. Và chọn ra những cây gỗ to. Những cái phần gỗ to như thế này không hề đơn giản. Và bên em phải xẻ đi, phải bỏ đi rất là nhiều phần gỗ dư. Có nghĩa là phải xẻ đi cái phần cong này này. Sẽ đi phần cong này, bỏ đi cái phần này, không hề tận dụng được. Rất là tốn gỗ, cực kỳ là tốn gỗ luôn. Và cây gỗ là cây gỗ to thì mua sẽ giá cao hơn rất là nhiều so với những cái thanh gỗ nhỏ. Tại vì cây gỗ to này không sâu xia chọn ra không hề là đơn giản, rất là khó thì mới chọn được ra. Và rất là tốn gỗ khi làm cái tay đặc liền khối này. Khác hẳn so với tay hộp, giá trị hơn rất là nhiều so với tay hộp. Hoặc là cái phần tay mà ngắn đến đây này, có cái cột dính vào cột, có cái que dính vào cột, thì cái phần này là liền sát cột luôn. Tay đặc liền sát cột, liền vào đây, dính liền vào cột. Ván là ván tràn 3 phân. Ván tràn 3 phân. Ván bình thường trên thị trường thì người ta hay làm ván 1 phân rưỡi là dày, hoặc là 1 phân 3. Những cái hàng chợ trôi nổi thì chỉ có 1 phân thôi. Còn cái ván tràn bên em xẻ ra là ván tràn 3 phân. Ván tràn 3 phân tính ra là bên trên thị trường người ta làm được 3 cái ván thì bên em chỉ làm được 1 thôi. Đấy. Và phải chọn ra những cái cây gỗ to thì mới xẻ được cái phần ván to như thế này, kích thước lớn như thế này. Ván tràn rất là dày, nhìn vô cùng đẳng cấp, vô cùng giá trị này. Phần vách là vách 3 phân. Vách dày 3 phân, đục mai chám, đục rất là sâu, đục gần một đốt ngón tay. Đục cực kỳ là sâu luôn. Vách lục mai chám rất là sang, cực kỳ là sang trọng, vô cùng dày dặn. Tay đặc liền khối liền sát cột, cột thì dày 10 phân. Cột dày 10 phân. Trương dày 10 phân. Đấy. Liền khối không hề chấp ghép. Không hề có một đường chấp nào hết. Trên thị trường thì người ta sẽ chấp ở đây, người ta sẽ tận dụng được này. Nhưng cái phần hoa hồng nhô lên này chẳng hạn thế. Thì bên em là làm liền hết, không hề chấp ghép. Gỗ tốn hơn rất là nhiều, chịu chi chịu tốn để được cái sản phẩm đẹp nhất. Và phần tay đặc, mọi người nhìn ngắm cái tay này. Tay đặc liền khối, mọi người nhìn cái khối gỗ đằng sau không ạ?
liền khối hết, không hề chấp ghép. Và cái phần gỗ này là bên em bỏ đi này, không hề tiếc này. Bỏ đi không hề tiếc. Rất là giá trị. Và có hai đường chỉ. Hai đường chỉ. Đấy, hai đường chỉ hay còn gọi là chỉ kép. Tạo ra cái dáng ghế rất là cao, rất là bề thế, vô cùng sang trọng luôn, vô cùng sang chảnh. Đây là phần ván rất là to này. Chỉ kép này. Chân này là chân 14. Chân cực kỳ là to luôn. Chân 14. Chân 14 và bên em đục 3D. Đục rất là sắc nét. Và đây chỉ là phần mộc thô thôi, bên em còn phải tỉa tay nhiều lắm, làm tốn nhiều công lắm. Chứ chưa thể đi đến cái khâu hoàn thiện luôn được, còn phải tỉa tay đánh giấy ráp, còn phải trà đi, phải cạo cho nó mịn. Từng các cái góc cách như thế này đều được bên em tỉa tót lại hết. Rất là lâu công. Cái phần yếm này là phần yếm dày 4 phân. Yếm dày 4 phân. 4 phân cưa. Và đục vô cùng sắc sảo, đục cong, đục uốn lượn. Đục sâu. Đấy. Giá trị, rất là giá trị này. Và gỗ là gỗ hương trần lõi, lõi lục lạc, không pha tạp, không bám rác. Rất là nặng, cực kỳ là nặng luôn. Rất là nặng. Và bên em đục cả hai mặt. Đục cả mặt trước, cả mặt sau này. Đục cả mặt sau, cả vách cũng đục đằng sau hết. Đục hết cả hai mặt luôn. Và yếm cũng vậy, yếm đục đều tứ diện. Khuôn cái ván thì bo đều tứ diện. Và mọi người nhìn xem cái đường tranh nanh vách này, khít hình khịt luôn. Và thợ ngang, để chọn ra được những người thợ ngang có tâm với nghề và có tay nghề cao như thế này thì cũng không hề đơn giản, và phải trả họ cái mức lương xứng đáng thì mới giữ được. Đấy, rất là có tâm, làm rất là tay nghề rất là cao, không hề có một cái khe nào luôn, khít hình khịt luôn. Mộc thô thôi mà đã khít như thế này rồi. Đấy, trình độ vô cùng cao luôn. Bén gen luôn. Đấy, thợ ngang phải làm như thế mới có giá trị chứ ạ. Rất là giá trị. Và một tay mọi người rung lắc thì không thể nào mà có giá trị với cái chiếc ghế đơn này. Quá là nặng. Vô cùng nặng. Tiếp theo là chiếc đôn ngồi có kích thước là vuông 40, chiều rộng phủ bì là 52 x 52. Mọi người nhìn xem cái chắc này. Cái này thì em bê được, em nghiêng được. Đấy. Không hề bám rác. Và mọi người nhìn xem này. Yếm rất là dày, yếm dày 4 phân. Rất là nặng, cực kỳ là nặng luôn. Hai đường chỉ kép, khuôn ván dày 3 phân, ván tràn 3 phân. Và đục rất là đẹp. Chiếc bàn của bên em thì có kích thước phủ bì là 61, 68 x 1m47. Tính trên mặt khuôn tranh là 68 x 1m47. Và kích thước phủ bì là 84 x 1m61. Và ván cây gỗ rất là to này. Ván tràn 3 phân. Và chọn ra cái cây gỗ to như thế này này, đường vân lại còn đẹp nữa. Thì rất là khó, như em đã nói rồi, rất là khó. Và rất là tốn. Có nghĩa là vừa tốn công, vừa tốn thời gian chọn này. Và giá thành chi phí cũng rất là đắt. Với những cây gỗ vừa to, vừa dày, vừa không sâu xia như thế này, rất là giá trị. Và bên em đục sâu, góc là đục hoa là cây, điểm xuyết 4 góc. Đục sâu như thế này. Đấy, đục rất là sâu. Ở giữa thì đục chống đồng. Giữa đục chống đồng. Đục rất là sắc nét. Và ván dày 3 phân. Ván dày 3 phân. Và chị Liên yêu cầu bên em làm 4 chiếc ngăn kéo. 4 chiếc ngăn kéo ở đây với ở bên đằng kia. 2 chiếc bên này, 2 chiếc bên kia. Tổng cộng là 4 chiếc ngăn kéo để chị có thể để được nhiều đồ trong phòng khách của mình. Chiếc đôn cao này bên em cũng có một chiếc ngăn kéo. Tổng cộng là bộ bàn ghế này sẽ có 5 chiếc ngăn kéo tất cả. 5 chiếc ngăn kéo. Mọi người nhìn ngắm cái phần yếm của bàn này. Yếm đục rất là đẹp. Đục hoa là cây cong này, rất là dẻo. Đường đục vô cùng là sắc nét. Rất là sắc nét. Dáng bàn tổng thể này quá là đẹp luôn. Tạo ra cái độ vồng, độ cong, độ uốn lượn vô cùng đẹp mắt. Vô cùng tinh tế. Cong rất là đẹp. Và chỉ kép chạy này. Đường hai đường chỉ kép. Khuôn tranh giả. Và ván.
đục cong, đục uốn lượn này. Đấy, trên 3D này. Trên 3D đục rất là sắc sảo. Vô cùng giá trị. Vân này. Vân veo quá là nổi. Tiếp theo đây là chiếc đôn cao. Đôn cao này có kích thước là tính trên mặt khuôn tranh là 40x50, kích thước phủ bì là 52x62 và có một chiếc ngăn kéo ở đây. Đây là chiếc ngăn kéo của nó. Chiếc ngăn kéo. Và dáng rất là đẹp. Dáng đôn rất là đẹp. Chiếc đôn có dáng vô cùng đẹp mắt. Chiếc ghế đơn còn lại của bên em. Chiếc ghế đơn còn lại vân veo này. Những cái đường vân quá tuyệt vời luôn. Vân xoắn, vân uốn lượn, vô cùng đẹp mắt. Vách đục đều tăm tắp, đều như chia và cực kỳ là chắc chắn, dày dặn. Mọi người đứng lên chạy nhảy, dẫm vào đây thoải mái, không hề bị rung lắc. Và tạo cái tay thì đặc liền khối trên 14, cột thì dày 10 phân. Tay đặc liền khối liền sát cột luôn, thế nên tạo ra cái dáng cực kỳ là vững, vô cùng là vững chãi. Vô cùng vững chãi và đục hai mặt, đẹp từ trước ra sau. Đẹp từ trước ra sau. Cuối cùng là chiếc đoạn. Đoạn này thì có chiều dài phủ bì là 2m7, lên tới tận 2m7. Tính trên mặt khuôn tranh thì là chiều dài này là 2m36 này, nhưng mà phủ bì lên tới tận 2m7. Sâu khuôn mặt, sâu tính trên mặt khuôn tranh là 61 và sâu phủ bì là 71. Và cao từ mặt đất lên tới đỉnh trương là 1m48. Rất là cao. Cao 1m48. Và đục theo lối đục mà tân cổ điển của Pháp, đục thủng, đục uốn lượn luôn. Đục rất là dẻo, những cái đường đục này rất là dẻo. Đục thủng, đục moi móc này. Đục cái chương này không hề đơn giản, rất là lâu, cực kỳ là lâu luôn. Và mọi người nhìn xem những cái đường nét đục này. Thì bình thường hàng chợ là mọi người sẽ nhìn thấy chấp, chấp ở đây này. Và cao cấp hơn là chấp ở đây. Thì đã tận dụng được rất là nhiều gỗ rồi. Các cái phần gỗ này là bỏ đi hết không tính rồi. Nhưng cái phần nhô lên như thế này này là chỉ nhô lên nhỏ xíu thôi. Nhưng mà các phần gỗ khác đã không tận dụng được rồi. Thế nên mọi người là hay chấp ghép ở đây. Chấp ghép ở đây. Đấy, nhưng mà cái hàng VIP, hàng siêu VIP, siêu đẳng cấp này thì không hề chấp ghép và cực kỳ là dày. Dày 10 phân. Dày 10 phân cơ ạ. Đấy, rất là dày dặn. Và những cái đường đục rất là sắc, sắc nét, vô cùng là sắc sảo. Đục cực kỳ là sắc sảo luôn. Và đây chỉ là mộc thô thôi, bên em còn phải sửa tay nhiều lắm, phải sửa nhiều lắm luôn á, để tạo ra một cái sản phẩm mà về đến tay khách hàng thì không hề đơn giản. Dựng mộc đã lâu rồi, riêng khâu mộc đã lâu rồi, những cái khâu mà tỉa tót rồi trà rồi sửa tay lại rất là lâu công, sau đó thì mới có thể đến xưởng phun. Xưởng phun rồi mới quét lót. Mỗi lượt lót lại phải đợi khô rồi đánh giấy ráp cho phẳng phiu. 3 lượt lót như vậy. Sau đó mới phun màu và phun bóng. Và tất cả những kén sơn thì bên em sử dụng nước sơn cao cấp nhất của Đài Loan, cực kỳ an toàn với người sử dụng, đảm bảo cho mọi người dùng yên tâm. Cái ván mọi người nhìn qua, cái ván đoạn này vân rất là đẹp, chưa cần quét lót, chưa cần quét chưa cần rửa nước thôi. Chưa cần rửa nước gì hết đã nhìn thấy vân đẹp như thế này rồi, vân đã nổi như thế này rồi, cực kỳ là nổi. Và cái sản phẩm này phải nói là rất là đều màu, vân gỗ cực kỳ là đều, đồng đều đến mức là phải nói đều đến 95% nếu mà nhìn mộc. Và sơn lên phải đều đến 98%. Đấy, rất là đều luôn. Và cây gỗ cực kỳ là to, cực kỳ là dài. Và vân rất là đẹp. Dày 3 phân, mặt ván vô cùng giá trị, vô cùng đẳng cấp. Rất là đẳng cấp ạ. Cột 14 tay liền khối, liền sát cột. Cột 10, chương 10 liền khối, không hề chấp ghép, đục hai mặt. Bách dày 3 phân, đục hai mặt luôn. Chân thì chân 14. Quá là đẳng cấp và giá trị. Quý vị và các bạn nếu mà có nhu cầu đặt bộ này thì vui lòng liên hệ ngay tới Nội Thất Yuen qua số hotline là 0988 685 625, hoặc là truy cập vào website của chúng tôi là nội thất yuen.com để được tư vấn và báo giá trực tiếp. Qua đây thì Nội Thất Yuen xin được cảm ơn chị Liên và gia đình đã tin tưởng Nội Thất Yuen, và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.